ទៀតរួចដែលទៅតែនឹងកើតលោកគ្រូពេទ្យតែណែនាំឲ្យយកទៅអាំងថ្ងៃនៅពេលព្រឹកដើម្បីសំយោគនៅវីតាមីន D ជាធម្មតាវីតាមីន D ហ្នឹងគឺអាចសំយោគបានដោយខ្លួនឯងទេតាមរយៈស្បែកជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែដោយសារតែរយៈពេលដែលយើងយកទៅហ្នឹងគឺវាខ្លីដោយសារតែកូននៅតូចយើងអាចយកទៅអាំងថ្ងៃយូរឯងនឹងប៉ះពាល់ស្បែកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយូរទៅក៏មកទៅតូចត្រូវបានរីកមែនឲ្យញ៉ាំជាតិ supplement đầy miền vitamin D bằng thêm được đoàn mặt đài chúng ta chứng vitamin D cứ ban cho từ chuối bằng can can sâu cho nơi ca xôm cho một post war đài chia vitamin sống khăn là khăn ca thừa cho ân côn rừng móm như ạc nìa chia viên bị bánh hà cho ân tôn có chế đá ở chúng ta trong bố sẽ bổn lên cứ miền nơi xả thiệt vi mốc tính mới cứ vitamin D3 thì biết cứ DHA trong DHA cứ chia bộ phố khánh trời đại vì ai từ chui đọc phần cho mùi nâng chui từ đó cognitive function mê này thang cứ tệ tôn cho mùi nâng ao khu của bà con chạp chạp bàn chạp là nghe ở đạp bàn nghe đăng nghe dồi chẳng hơn á chẳng ngay nhỏ khả nê sẽ bùn lên cứ miền ở bì mốc hay xâm đạp postelin cứ miền tờ vitamin D3 tê chẳng hạn ý ở ai nhằm bàn phi tế độ của mùi khai tờ tại bữa xem chìa sẽ bùn lên cứ ai nhằm bàn tâm phi tế độ xuống khai tờ á năng ngày này ở khnề sông bay ta sản phẩm elovit stream bảo đảm mấy con này ở khnề mưa tới cứ kem nơi tản biên nơi DHA bản thai cho mùi năng folic acid cho mùi năng iron làm bị cơ thể mặt đá sản phẩm con hãy tặng bạc bằng cặp chia mai trong dương tử miên iron miên folic làm bay tới chùm nuôi DHA nơi tại bản to miên nơi khnông tự đo mặt đá làm bay bằng cặp ao tự cồn cho ngắn hay nè vitamin D sẽ vào kem miên ở khnông năng đài miên ba bổ mùi rồi ai dù cho ngắn thoa cây stream bảo đảm cô nó cô tài nhâm nơi vitamin chống nuôi tập đo tơ vì phổ biến đường thừa ao cô này ao khnhi nó tập tụ ban nơi vitamin cục còn làm vậy ở quạt lột lòn chẳng á nghe